Đây là nhà thờ Ulm Münster. Nhà thờ này nằm ở thành phố Ulm, tiểu bang Baden-Württemberg. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1377 và hoàn chỉnh vào năm 1890. Nhà thờ này là bên đạo Evangelisch Ulm là nhà thờ cao nhất thế giới, có chiều cao là 161,53 m tính đến đỉnh tháp. Và bên trong nhà thờ thì có 2.000 chỗ ngồi mọi người có thể vào bên trong nhà thờ tham quan tự do không phải mua vé. nhưng nếu như ai muốn lên trên cao, à, trèo lên tháp để nhìn xuống thành phố Uông thì có thể mua vé và trèo 768 bậc thang lên đến độ cao 142 mét và có thể ngắm thành phố Uông từ trên cao.